Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 1, chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới thăm và chúc Tết một số văn nghệ sĩ trên địa bàn huyện Kiến Sương và thành phố Thái Bình. Tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và đề án 06 làm cơ sở nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Làng nghề sản xuất hương Hồng Phong, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng tất bật vào vụ Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới thăm và chúc Tết một số văn nghệ sĩ trên bàn huyện Kiến Sương và thành phố Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới chúc Tết nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ở xã Phú Quý, huyện Kiến Sương, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Giám đốc Nhà hát chèo Thái Bình, nhà văn Võ Bá Cường ở phường Trần Lãm, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Đây đều là những hội viên tích cực của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình và Hội Nhà văn Việt Nam, là tác giả của nhiều tập thơ, tác phẩm văn học, là những cộng tác viên tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, góp phần thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương, cũng như quảng bá giới thiệu hình ảnh Thái Bình tới cả nước và bạn bè quốc tế. Trong không khí ấm cúng, thân tình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi những lời chúc Tết ý nghĩa tới từng gia đình văn nghệ sĩ. Đồng chí bày tỏ trân trọng những đóng góp tâm huyết của các văn nghệ sĩ trong các lĩnh vực, đồng thời mong muốn các văn nghệ sĩ của tỉnh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo, có những tác phẩm mới để đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển nền văn học, nghệ thuật và văn hóa, xã hội của tỉnh. Chiều nay, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy và các văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị. Thay mặt tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Văn phòng Tỉnh ủy và các văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý đội ngũ cán bộ văn phòng cần thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở tất cả các khâu, các lĩnh vực công tác của văn phòng cấp ủy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số, tổ trưởng tổ công tác đề án 06 của tỉnh, chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn tỉnh, tổng kết công tác chuyển đổi số và đề án 06, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, tỉnh Thái Bình tiếp tục xác định chuyển đổi số là cơ sở, nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đặt ra 16 mục tiêu trong chuyển đổi số và đã hoàn thành 10 mục tiêu. Nhiều mục tiêu đạt kết quả cao như trên lĩnh vực chính quyền số, tỉnh hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hoặc toàn trình, 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng, tỷ lệ văn bản điện tử có chứng thực số và ký số đạt 99,6%. 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh. Trên lĩnh vực kinh tế số, đến nay đã có trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số và áp dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực xã hội số, hiện hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang đã phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã, trên 54% hộ gia đình. Cùng với đó, tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả 53 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06, hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân trong độ tuổi. Thái Bình cũng là địa phương đầu tiên chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước thực hiện ba có căn cước công dân gắn chip, có tài khoản định danh điện tử, có tài khoản dịch vụ công quốc gia. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,
trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, tổ trưởng tổ công tác đề án 06 của tỉnh, ghi nhận những kết quả của các sở ngành địa phương đạt được trong chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, nhất là chuyển đổi số vẫn chưa chuyển biến rõ nét tại một số đơn vị địa phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tỷ lệ còn thấp. Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận rõ những nhiệm vụ được giao, nếu chưa hoàn thành cần kiểm điểm trách nhiệm, xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp để nỗ lực hoàn thành trong thời gian tới. Và các cái cơ quan đơn vị các địa phương ấy, sau hội nghị hôm nay đấy, chúng ta phải kiểm điểm đấy, làm rõ trách nhiệm, xác định rõ nguyên nhân và đề ra cái giải pháp để khắc phục trong năm 2024 đối với nhiệm vụ mà đã được giao năm 2023 chưa hoàn thành. Các sở ngành ấy, và các địa phương ấy, sau khi mà có cái báo cáo đánh giá về lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tại sao chưa hoàn thành nhiệm vụ đó, gửi về cơ quan thường trực cơ sở truyền thông để tổng hợp. Còn đối với lại những cái cơ quan đơn vị cơ sở ngành chưa hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đấy, của tổ đề án 06 giao thì cũng tương tự như vậy, thì phải có báo cáo kiểm điểm đánh giá, xác định nguyên nhân và cái giải pháp, gửi về cơ quan thường trực là công an tỉnh để báo cáo với lại ban chỉ đạo và tổ công tác, cụ thể là báo cáo với tôi. Và tôi yêu cầu là trong nửa đầu tháng 2 là phải hoàn thành cái báo cáo này các cơ quan đơn vị. Đồng chí cũng yêu cầu cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương và phải trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong chuyển đổi số và đề án 06. Đề nghị ra soát bổ sung thêm thành viên ban chỉ đạo về chuyển đổi số và tổ công tác đề án 06 của tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến trong xã hội và toàn dân về chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Đồng chí cũng giao một số nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, đồng thời nhấn mạnh phải quyết liệt triển khai các giải pháp để nâng cao điểm số và cải thiện thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh trong năm nay. Đặc biệt, chuyển đổi số phải là cơ sở nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và thực hiện đề án 06 của tỉnh. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tô Xuân Thức do chuyển công tác. Thảo luận thông qua tờ trình bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20 và tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thu ngân sách tháng 1 và triển khai nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước quý 1 và cả năm 2024. Tính đến ngày 24 tháng 1, số thu nội địa thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt trên 350 tỷ đồng. Ước số thu thực hiện tháng 1 sẽ đạt trên 520 tỷ đồng. Tổng thu nội địa ước thực hiện trong quý 1 là trên 1.650 tỷ đồng, đạt 19,3% dự toán Trung ương và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2023. Số thu tháng 1 và dự kiến quý 1 thấp là do số thu từ thuế phí, chỉ tiêu thu từ khu vực ngoài nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phát sinh, chỉ tiêu tiền thuê đất giảm so với cùng kỳ năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận kết quả thu ngân sách tháng 1. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng số thu ngân sách nhà nước trong tháng 1 chưa đạt như kỳ vọng, nhiều chỉ tiêu thu còn rất thấp. Phân tích làm rõ và chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục ngay trong tháng 2, đồng chí đề nghị ngành thuế và các cấp, các ngành, từng thành viên ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh cùng phối hợp thực hiện, có giải pháp thu cho từng lĩnh vực, khu vực, từng doanh nghiệp, từng địa bàn, hộ sản xuất, kinh doanh cụ thể. Nghiên cứu cụ thể hóa chính sách pháp luật mới để kịp thời tham mưu đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế, thực hiện đồng bộ các biện pháp thu, phấn đấu thu nội địa, thu từ thuế phí, vượt dự toán được giao. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh,
và lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Quản lý Thị trường Thái Bình. Năm 2023, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Các lực lượng chức năng của Cục đã thanh tra kiểm tra hơn 900 vụ, xử lý 690 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 3,7 tỷ đồng. Năm 2024, Cục Quản lý Thị trường Thái Bình sẽ tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình thị trường, giám sát địa bàn, giá cả hàng hóa, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sáng nay, huyện Kiến Sương tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tới dự. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, huyện Kiến Sương yêu cầu hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì cấp ủy chính quyền, trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định. Tại hội nghị đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin tới đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023, đồng thời cũng thông tin một số nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu trong năm 2024, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 8,5 đến 9% trở lên. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã trao đổi thảo luận một số nội dung về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cũng như công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết đến xuân về cùng với bánh chưng xanh, câu đối đỏ, mỗi gia đình không thể thiếu những nén hương thơm. Đi chợ ngày cuối năm, ai cũng mua vài thẻ hương về thắp cho ông bà tổ tiên mình. Bởi vậy mà những người làm nghề sản xuất hương truyền thống tại thôn Hồng Phong, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng luôn bận rộn để chuẩn bị sản phẩm cung ứng cho thị trường Tết. Đây cũng là thời điểm để làng nghề tăng thêm thu nhập và đưa thương hiệu hương Hồng Phong ngày càng vươn xa. Những ngày này, không khí làm việc trong xưởng sản xuất hương của gia đình ông Đoàn luôn khẩn trương. Người xe hương, người phơi hương để kịp cho những đơn hàng vào dịp Tết Nguyên đán. Cái nguyên phụ liệu mà phục vụ cho cái dịp cuối năm này thì phải chuẩn bị từ tháng 4, tháng 5. Từ tháng 9 giờ đi là đã nâng công suất lên. Đến thời điểm này thì gia đình đã xuất bán được khoảng tầm 90% lượng hàng phục vụ Tết rồi. Những người làm hương lâu năm ở đây cho biết, ngoài nguyên liệu tự nhiên thì cách pha trộn nguyên liệu, cách phơi hương cũng là bí quyết để tạo nên sản phẩm hương chất lượng. Hương ở đây thì nói chung là nó đặc trưng là thấy mọi người khen là bảo là nó có cái tính thơm mát cổ truyền, nó đặc vị ngày Tết ấy. Thì thắp nhân hương lên với đĩa xôi lên thì nó quyện cái mùi, cảm thấy nó dễ chịu. Trung bình một năm, làng Hồng Phong cung cấp ra thị trường 100 triệu nén hương, đã giúp nhiều gia đình ở địa phương này vươn lên làm giàu. Ở địa phương xã Đông Quang thì cũng luôn khuyến khích các hộ đấy, là du nhập các cái máy móc cũng như là cái công nghệ sản xuất nó tiên tiến hơn để áp dụng vào trong cái sản xuất cho làng nghề, để từ đó có thể là nâng cao được cái chất lượng cũng như là cái mẫu mã cũng như là cái chất lượng của sản phẩm. Với lịch sử phát triển hàng trăm năm, sản phẩm hương Hồng Phong hiện đã có mặt trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi một nén hương thơm được làm ra đều mang theo sự tỉ mỉ, khéo léo và sự thành kính của người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, để lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Thái Bình đã vận hành 23 trạm bơm điện. Trong đó, hệ thống Bắc vận hành 13 trạm bơm, hệ thống Nam vận hành 10 trạm bơm để tận dụng lấy nước tối đa vào hệ thống. Đến 15 giờ ngày hôm qua, toàn tỉnh có trên 40.000 hecta gieo cấy đã có nước, đạt 54,5% kế hoạch. Theo đánh giá, nguồn nước trong 2 ngày đầu lấy nước có chất lượng tốt, mực nước trong hệ thống kênh trục tương đối thuận lợi cho công tác vận hành các cống lấy nước. Ngành nông nghiệp đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch nhanh gọn rau màu vụ đông đã đến kỳ thu hoạch. Đối với cây vụ đông ưa lạnh chưa được thu hoạch, cần khoanh, khép kín vùng bảo vệ trong thời kỳ đổ ải. Thông báo cho tổ chức cá nhân có biện pháp bảo vệ các khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong suốt thời gian lấy nước đổ ải. Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương.
Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng được điều chỉnh bật tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 753 đồng một lít, xăng RON953 tăng 925 đồng một lít, các mặt hàng dầu chỉ tăng nhẹ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Phúc Cương, sinh năm 1980 và Trần Thị Nhài, sinh năm 1985, đều trú tại xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, quy định tại Điều 183 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 năm 2024, tại trục đường thuộc xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu kinh tế và môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Đỗ Phúc Cương đang có hành vi vận chuyển 120 gói mì chính ghi nhãn hiệu Ajinomoto loại 454 gram. Thời điểm kiểm tra, Cương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng. Đỗ Phúc Cương khai nhận số hàng trên do Cương sản xuất, đóng gói tại nơi ở có địa chỉ thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình. Khám khẩn cấp nơi ở của Đỗ Phúc Cương, phát hiện Trần Thị Nhài, vợ Cương, đang sản xuất hàng giả, là mì chính. Tại hiện trường thu giữ gần 500 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto, loại 454 gram và loại 1 kg, hơn 5.000 vỏ bao gói nhãn hiệu Ajinomoto cùng nhiều tang vật khác. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo là thời lượng của mục Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được thành phố Thái Bình quan tâm thực hiện. Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, cùng sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã mang đến cho người nghèo một mùa xuân ấm áp.